Huỳnh Tông Trạch, sinh ngày 13 tháng 12 năm 1980 tại Hồng Kông, anh là một diễn viên và ca sĩ tại Hồng Kông. Huỳnh Tông Trạch trở thành nghệ sĩ hợp đồng của TVB vào năm 1999. Năm 2003, anh đã đạt được mức độ nổi tiếng nhất định sau khi đóng vai Tạ Lập Hào trong phim Bao La Vùng Trời. Năm 2005, anh lần đầu đóng vai chính trong phim Hoàng Phi Hồng với rating 33%. Kể từ lần đầu xuất hiện trên màn ảnh rộng vào năm 2008, anh đã xuất hiện trong nhiều bộ phim như Đại Tứ Hỷ và Cô Nàng Ngổ Ngáo 2. Năm 2012, Huỳnh Tông Trạch đã giành được giải thưởng Nam nghệ sĩ TVB được yêu thích nhất cho bộ phim Bảo Vệ Nhân Chứng. Năm sau, anh giành giải nhân vật TVB được yêu thích nhất tại lễ trao giải TVB Malaysia cho vai diễn Diêu Nhật Sơn, Diêu Nguyệt Sơn trong Hoán Đổi Nhân Tâm. Năm 2014, Huỳnh Tông Trạch đến Trung Quốc Đại Lục để quay phim Chế Tạo Mỹ Nhân, Thiếu Niên Thần Thám Địch Nhân Kiệt, Thiên Thiên Hỷ Hoang Nhĩ. Năm 2014, anh đoạt giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Trung Quốc Quốc tế Viên Chăn Châu Âu lần thứ 6 với vai Tiết Khải Chính trong bộ phim Anh Em Có Nhau. Sau đó, Huỳnh Tông Trạch liên tiếp góp mặt trong các phim truyền hình Sóng Gió Gia Tộc và Phi Hổ. Năm 2017, Huỳnh Tông Trạch đóng vai Lăng Thừa Phong trong Sóng Gió Gia Tộc 3, nhận được nhiều sự chú ý của người hâm mộ phim. Năm 2021, Huỳnh Tông Trạch được Tăng Chí Vĩ mời tham gia quay bộ phim Bằng Chứng Thép 5. Đây cũng là lần trở lại TVB của anh sau 4 năm. Vào ngày 4 tháng 8 năm 2023, bộ phim Vô Gian Chi Chiến, sự hợp tác giữa Huỳnh Tông Trạch và Tạ Thiên Hoa, được công chiếu trên Youku và Iki. Vào tháng 1 năm 2024, Huỳnh Tông Trạch đã giành được giải nam diễn viên TVB được yêu thích nhất ở khu vực Vịnh Lớn tại lễ trao giải TVB 2023 cho vai Lạc Tử Phong trong Liêm Chính Thư Kích. Ngoài các tác phẩm điện ảnh và truyền hình, Huỳnh Tông Trạch còn phát hành album solo In Love With Bosco và Brock Bosco lần lượt vào năm 2008 và 2010. Đời tư của Huỳnh Tông Trạch. Năm 2005, Huỳnh Tông Trạch và Hồ Hạnh Nhi quen nhau và yêu nhau khi cùng quay bộ phim truyền hình Mẹ Chồng Khó Tính. Năm 2009, Hồ Hạnh Nhi tổ chức buổi concert, Huỳnh Tông Trạch đã xuất hiện với tư cách người dẫn chương trình. Anh gửi hoa và hôn cô trong concert. Cùng năm đó, anh xảy ra bê bối với Lương Tĩnh Kỳ, sau đó anh và Hồ Hạnh Nhi tới Okinawa để nối lại tình yêu. Năm sau, có tin đồn anh ngoại tình với Nghê Thần Hy, Hồ Hạnh Nhi nói về chuyện này giống như một món nợ phong lưu. Năm 2011, khi Hồ Hạnh Nhi đoạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất TVB, cô đã công khai mối quan hệ của mình với Huỳnh Tông Trạch. Ngày 25 tháng 7 năm 2012, Hồ Hạnh Nhi thừa nhận chuyện hai người chia tay khi tham dự buổi họp báo phim truyền hình Tòa án Lương Tâm 2. Năm 2014, truyền thông Hồng Kông vạch trần mối quan hệ ngầm của Huỳnh Tông Trạch với người mẫu nổi tiếng Dương Tranh. Trong một cuộc phỏng vấn, Huỳnh Tông Trạch thừa nhận anh và Dương Tranh có cùng sở thích với nhau, thường hay hẹn hò ngọt ngào. Năm 2016, truyền thông Hồng Kông một lần nữa vạch trần việc Huỳnh Tông Trạch và nữ người mẫu Nhật Bản Dung sống chung với nhau. Mối quan hệ của họ cũng bị vạch trần. Huỳnh Tông Trạch lên tiếng trước tin đồn có con với mỹ nhân kém 18 tuổi. Trả lời truyền thông Hồng Kông ngày 9 tháng 10, diễn viên Huỳnh Tông Trạch vặn ngược phóng viên, Vạn Tử Lân là ai? Tôi thấy buồn cười quá. Tôi xin lỗi, quý cô này là ai vậy? Có thể là lỗi đánh máy hoặc cái tên đó trùng tên với người đã tung tin chăng? Không chỉ Huỳnh Tông Trạch lên tiếng, diễn viên Vạn Tử Lân cũng nói, tôi không biết anh Huỳnh nên tôi nghĩ tin đồn đó thật quá đáng. Vạn Tử Lân được biết với vai nữ chính trong phim Ipam Ten 5. Trước đó, giới giải trí rộ thông tin Huỳnh Tông Trạch và diễn viên Vạn Tử Lân kém 18 tuổi đã bí mật yêu nhau, kết hôn và sinh một con. Thông tin ngay lập tức lọt top trong danh sách tìm kiếm nóng của Weibo ngày 9 tháng 10. Huỳnh Tông Trạch sau khi chia tay Hồ Hạnh Nhi năm 2012 không công khai bạn gái nào. Trong một chương trình truyền hình hồi đầu năm, anh từng tiết lộ vẫn độc thân. Anh cũng trò chuyện với người dẫn chương trình về bạn đời lý tưởng và tiết lộ chi tiết tiêu chí lựa chọn nửa kia. Huỳnh Tông Trạch, tôi phó mặc chuyện kết hôn cho số phận. Ở tuổi 43, Huỳnh Tông Trạch không sốt ruột chuyện lấy vợ, sinh con. Tài tử Hồng Kông dành nhiều thời gian cho đam mê diễn xuất và nhận được sự chú ý khi vừa đóng chính Bằng Chứng Thép 5 của TVB.
Huỳnh Tông Trạch hiện là một trong những quý ông độc thân được yêu thích nhất làng giải trí Hồng Kông. Trải qua nhiều mối tình khiến công chúng bàn tán xôn xao, anh vẫn chưa có ý định yên bề gia thất. Theo truyền thông đưa tin, trong cuộc phỏng vấn mới đây, anh chia sẻ, thành thật mà nói, hiện tại tôi không có ý định xây dựng tổ ấm cho riêng mình. Có lẽ vì tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình đơn thân nên tôi không có mong ước về một gia đình lý tưởng. Tôi không đặt ra các quy tắc hay khung thời gian nhất định về việc kết hôn hay sinh con. Tôi sẽ phó mặc điều đó cho số phận. Thay vì quan tâm đến chuyện lập gia đình, Huỳnh Tông Trạch lại tìm thấy niềm vui bên những người bạn thân thiết như Ngô Trác Hy, Lâm Phong. Họ được biết đến với tình bạn lâu năm trong showbiz nhờ cùng tham gia nhiều dự án của TVB. Nam diễn viên kể chúng tôi có thể nuôi dưỡng tình bạn lâu dài nhờ bắt đầu sự nghiệp tại TVB vào cùng một thời điểm, làm việc với nhau tại nhà đài này trong nhiều năm. Điều đó giúp chúng tôi dễ dàng gặp nhau, trở nên thân thiết ngoài đời thực kể cả khi không gặp nhau thường xuyên. Mỗi khi chạm mặt nhau, chúng tôi sẽ lao đến với nhau mà không hề gượng gạo, xa cách. Lúc nào tôi và Ngô Trác Hy gặp nhau, chúng tôi đều rất ồn ào. Hiện Huỳnh Tông Trạch vẫn dành nhiều thời gian cho đam mê diễn xuất. Mới đây, anh gây chú ý khi trở lại màn ảnh nhỏ với vai chính trong Bằng Chứng Thép Năm của đài TVB. Dù tác phẩm vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, màn thể hiện của anh vẫn được xem là điểm sáng trong phim và gây ấn tượng với khán giả. Thậm chí, nhiều người hâm mộ kỳ vọng bộ phim sẽ giúp anh giành giải thị đế TVB năm nay. Khi được hỏi về khả năng nhận giải, Huỳnh Tông Trạch chia sẻ, tôi có được cảm giác thỏa mãn khi đóng một bộ phim truyền hình và coi trọng phản ứng của khán giả. Giải thưởng không quá quan trọng với tôi phó mặc chuyện đó cho số phận. Khi đã ngoài 40, anh ý thức được việc mình không còn trẻ trung và chia sẻ anh không ngại đóng những vai bố trên màn ảnh. Anh chia sẻ nếu bạn yêu cầu tôi khắc họa một nhân vật tầm 24 tuổi ở thời điểm hiện tại, tôi nghĩ sẽ không ổn. Điều tốt nhất mà tôi có thể diễn một cách thuyết phục là hóa thân thành những nhân vật ở độ tuổi 30 hoặc trưởng thành hơn nữa. Sự nghiệp của Huỳnh Tông Trạch. Kinh nghiệm diễn xuất. Lần đầu tiên bước chân vào làng giải trí, Huỳnh Tông Trạch được một người tìm kiếm tài năng phát hiện trên đường khi anh còn là sinh viên và gia nhập làng giải trí. Năm 1988, anh quay quảng cáo trà chanh cùng Trương Bá Chi. Năm 1999, anh gia nhập TVB và trở thành nghệ sĩ hợp đồng trực thuộc TVB. Sau khi ký hợp đồng, anh nhận được sự quan tâm của TVB và được trao cơ hội tham gia nhiều bộ phim TVB. Năm 2003, bộ phim truyền hình Bao La Vùng Trời được phát sóng, Huỳnh Tông Trạch được nhiều người biết đến với vai diễn Tạ Lập Hào trong phim. Năm sau, Huỳnh Tông Trạch lần đầu tiên đóng vai chính trong bộ phim truyền hình Hoàng Phi Hồng. Trong quá trình quay bộ phim, anh đã tận hưởng cảm giác thành công sau khi làm việc chăm chỉ. Năm 2005, anh đóng vai chính trong bộ phim truyền hình cổ trang Mẹ Chồng Khó Tính cùng với Hồ Hạnh Nhi. Trong quá trình quay phim, anh và Hồ Hạnh Nhi bắt đầu yêu nhau. Sau khi bộ phim được phát sóng, rating ở Hồng Kông rất cao, rating trung bình là 34%, rating cuối cùng đạt 35%, tạo nên sự bùng nổ về rating ở Hồng Kông. Năm 2006, bộ phim được giới thiệu tới Đại Lục thông qua đài truyền hình vệ tinh An Huy. Cùng năm đó, tại lễ kỷ niệm 38 năm thành lập TVB Hồng Kông vào ngày 19 tháng 11, Bosco đã giành được giải năm nghệ sĩ tiến bộ nhất. Dần thể hiện bản thân. Sau khi xuất hiện trong nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình như Chuyện Về Chàng Vượng, Phúc Vũ và Phiên Vân, năm 2007, anh đóng vai chính trong Sóng Gió Gia Tộc, trong phim anh vào vai nhị thiếu gia Đường Chí Dật. Bộ phim đã lập kỷ lục về rating phim truyền hình Hồng Kông cao nhất kể từ năm 2003 tại Hồng Kông sau khi phát sóng. Phim có rating cao nhất là 48 điểm, 64.820 người xem mỗi điểm và rating trung bình là 44 điểm. Cùng năm đó, Huỳnh Tông Trạch và một diễn viên đang nổi tiếng của TVB, Trịnh Gia Dĩnh đã hợp tác quay bộ phim truyền hình cổ trang Cường Kiếm, tạo nên một câu chuyện cảm động. Năm 2008, anh và bạn gái Hồ Hạnh Nhi đóng vai chính trong bộ phim Mẹ Chồng Khó Tính 2. Khi lần đầu phát sóng, bộ phim đã phá vỡ rating cao nhất của một bộ phim truyền hình dài tập ra mắt vào năm 2007. Tập đầu tiên đạt 35 điểm, với 2,27 triệu người xem và xếp hạng trung bình là 33 điểm, với 2,14 triệu người xem. Cùng năm đó,
Bộ phim Sức mạnh tình thân được phát sóng nhưng do kịch bản có nhiều sai sót nên đã vấp phải sự chỉ trích từ cư dân mạng. Năm đó, Huỳnh Tông Trạch lần đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh rộng trong tác phẩm Đại Tứ Hỷ. Huỳnh Tông Trạch chia sẻ vì gặp được đạo diễn giỏi, kịch bản hay và một phần may mắn nên anh cảm thấy rất thoải mái khi đóng vai này. Đây được xem là một trong những diễn viên xuất sắc nhất của anh. Đồng thời, anh tung ra album ca nhạc đầu tiên In Love With Bosco, bán được hơn 15.000 bản và giành được đĩa vàng do các nhà điều hành khu vực Đông Á đặc biệt trao tặng. Năm 2009, anh lại hợp tác với Trịnh Gia Dĩnh và đóng vai chính trong bộ phim điện ảnh và truyền hình Liệt Hỏa Hùng Tâm 3, đồng thời được đề cử nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải TVB năm 2009. Năm sau, anh tham gia bộ phim truyền hình đại lục đầu tiên Bào Mã Trường. Năm 2011, Huỳnh Tông Trạch đóng vai phản diện trong Tìm Hành Thư Kích, nhân vật này cũng trở thành một trong những điểm nhấn quan trọng của phim. Sau khi bộ phim được phát sóng, Huỳnh Tông Trạch đã nhận được rất nhiều sự chú ý qua vai diễn này. Anh lọt vào danh sách nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong liên hoan phim TVB năm 2011. Năm 2012, Huỳnh Tông Trạch hợp tác với Chung Gia Hân và Tần Phái để đóng vai chính trong Bảo Vệ Nhân Chứng năm 2012. Xếp hạng trung bình cuối tuần của bộ phim là 32 điểm, với rating cao nhất là 37 điểm, đứng đầu trong tập phát sóng của bộ phim. Với vai diễn này, anh đã được đề cử nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải TVB 2012 và giành giải nhân vật nam TVB được yêu thích nhất tại giải thưởng TVB Singapore. Đồng thời, anh cũng lọt vào top 15 nhân vật truyền hình được yêu thích nhất tại giải thưởng ngôi sao TVB Malaysia 2012. Năm sau, Huỳnh Tông Trạch đóng vai chính trong bộ phim Hoán Đổi Nhân Tâm của đạo diễn Trương Càn Văn. Trong phim anh đóng vai hai anh em sinh đôi Diêu Nhật Sơn và Diêu Nguyệt Sơn. Trong phim, anh thử thách đóng hai ngành nghề khác nhau là bác sĩ và nhân viên pha chế. Anh cũng giành được giải nhân vật truyền hình TVB được yêu thích nhất tại lễ trao giải TVB Malaysia năm 2013. Anh và nữ chính Chu Lệ Kỳ đã giành được giải thưởng cặp đôi trên màn ảnh TVB được yêu thích nhất tại giải thưởng TVB Singapore. Mở rộng phát triển. Năm 2014, Huỳnh Tông Trạch bắt đầu phát triển đồng thời ở Hồng Kông và Đại Lục, đồng thời anh cũng tham gia quay các bộ phim điện ảnh và truyền hình Đại Lục như Chế Tạo Mỹ Nhân và Thiếu Niên Thần Thám Địch Nhân Kiệt. Trong bộ phim truyền hình Thiếu Niên Thần Thám Địch Nhân Kiệt, Huỳnh Tông Trạch đóng vai Địch Nhân Kiệt, một người luôn bình tĩnh giải quyết những vụ án. Năm đó, anh đóng vai chính trong bộ phim truyền hình Hồng Kông Ông Trùm Tài Chính và giành được giải thưởng nhân vật nam TVB được yêu thích nhất tại lễ trao giải TVB Malaysia cho vai diễn Trác Út. Vào ngày 18 tháng 9, bộ phim Anh Em Có Nhau với sự tham gia của Huỳnh Tông Trạch và Trần Vĩ Đình đã được công chiếu tại Hồng Kông, Trung Quốc. Trong phim, Huỳnh Tông Trạch đóng vai Tiết Khải Chính. Anh đã giành được giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn này tại Liên hoan phim Trung Quốc quốc tế Viên Chăn Châu Âu lần thứ 6. Năm 2015, anh và Đường Yên hợp tác trong bộ phim Cô Gái Trên Cây Sa Kê được phát sóng vào ngày 1 tháng 12. Nội dung phim kể câu chuyện về sự chung thủy và phản bội, những lựa chọn trong tình yêu, cuối cùng họ đã tìm thấy được ý nghĩa thực sự của tình yêu. Sau khi bộ phim truyền hình được hoàn thiện, chủ đề cùng tên của phim đứng đầu danh sách chủ đề tìm kiếm, số lượt xem chủ đề vượt quá 60 triệu trong vòng 1 giờ. Các bộ phim điện ảnh và truyền hình Cảnh Khuyển Ba Đã, Thần Thám Dương Kim Bang do anh đóng chính cũng được ra mắt vào năm 2016. Vào ngày 22 tháng 4 năm 2016, bộ phim Hình Cảnh Huynh Đệ với sự tham gia của Tăng Chí Vĩ, Huỳnh Tông Trạch và những người khác đã được ra mắt. Năm 2017, bộ phim truyền hình Sóng Gió Gia Tộc 3 được ra mắt, trong đó Huỳnh Tông Trạch đóng vai Lăng Thừa Phong. Số lượt xem của bộ phim này đã vượt quá 100 triệu lượt xem chỉ trong vòng 3 ngày kể từ ngày phát hành. Ngày 14 tháng 3 cùng năm, Thiệu Thị chính thức ký hợp đồng với Huỳnh Tông Trạch tại triển lãm điện ảnh và truyền hình quốc tế Hồng Kông. Huỳnh Tông Trạch cũng thành lập studio cá nhân dưới sự chỉ đạo của Thiệu Thị, vừa trở thành nghệ sĩ vừa là ông chủ. Sau khi ký hợp đồng với Thiệu Thị, anh có thêm cơ hội phát triển ở nội địa. Phát triển ổn định. Vào tháng 4 năm 2017, anh tham gia với tư cách khách mời trong chương trình giải trí Kiếp Trăng Ninh mùa 1. Cùng năm đó, anh tham gia Thử Thách Cực Hạn mùa 3, chương trình được phát sóng vào ngày 23 tháng 7. Năm 2018,
Anh đóng vai chính trong bộ phim truyền hình cảnh sát Phi Hổ Chi Tìm Hành Cực Chiến do Yuku và Thiệu Thị Đồng sản xuất. Trong phim, Huỳnh Tông Trạch đóng vai Cao Gia Lãng, một thành viên của Phi Hổ. Để thể hiện hoàn hảo vai diễn này, anh đã phải trải qua quá trình đào tạo chuyên sâu như tự mình thực hiện việc nâng và hạ cánh máy bay trực thăng. Bộ phim truyền hình thứ hai Phi Hổ Chi Lôi Đình Cực Chiến mà anh tham gia đã được phát hành trên Yuku vào năm 2019. Bộ phim truyền hình này tập trung vào những người cảnh sát Hồng Kông, nội dung phim nói về tinh thần cống hiến hết mình của những cảnh sát Hồng Kông, Trung Quốc. Sau đó, ba bộ phim điện ảnh và truyền hình chiến độc, Phi Phạm Tam Hiệp, Nải Ba Đương Gia lần lượt được ra mắt. Năm 2021, phần thứ ba của loạt phim Phi Hổ, Phi Hổ Chi Tráng Chí Anh Hùng sẽ ra mắt. Bộ phim Đội Chống Tham Nhũng 5, chương cuối với sự tham gia của anh và Cổ Thiên Lạc, Trương Trí Lâm được phát hành tại Trung Quốc đại lục vào ngày 31 tháng 12 cùng năm. Cũng trong năm đó, Huỳnh Tông Trạch được Tăng Chí Vĩ mời tham gia quay bộ phim truyền hình TVB Bằng Chứng Thép 5, đây cũng là lần trở lại TVB của anh sau 4 năm. Về vấn đề này, Huỳnh Tông Trạch cho biết kịch bản rất hấp dẫn anh và anh rất vui khi tham gia bộ phim. Vào tháng 5 năm 2022, Huỳnh Tông Trạch tham gia số thứ 5 của chương trình Âm Thanh Bất Tận. Vào ngày 16 tháng 6 năm 2023, chương trình Tạp Kỷ Niệm Vui Hoang Dã do Huỳnh Tông Trạch tham gia với tư cách khách mời được phát sóng trên truyền hình vệ tinh Giang Tô. Ngày 25 tháng 6, anh đóng chung bộ phim truyền hình Ám Luyến Giả Đích Cứu Thuật cùng với Vương Lạc Đan, Viên Hoàng, Tưởng Hân. Ngày 4 tháng 8, Huỳnh Tông Trạch và Tạ Thiên Hoa lại hợp tác trong bộ phim Vô Gian Chi Chiến được công chiếu. Vào ngày 12 tháng 10, bộ phim truyền hình Hồi Hộp Điệp Ảnh Thư Kích do Huỳnh Tông Trạch đóng vai chính đã được phát sóng độc quyền trên Yuku. Vào ngày 20 tháng 10, bộ phim Trác Chức 2, Giang Hồ Mạch Lộ với sự tham gia của Huỳnh Tông Trạch đã được ra mắt trên Iki, Tencent Video và Yuku. Ngày 25 tháng 10, bộ phim truyền hình Bằng Chứng Thép 6 đóng vai chính đã bắt đầu bấm máy. Vào ngày 8 tháng 12, bộ phim truyền hình Tân Văn Nữ Vương, trong đó Huỳnh Tông Trạch xuất hiện với tư cách khách mời đã quay xong. Ngày 14 tháng 1 năm 2024, lễ trao giải TVB 2023 chính thức được tổ chức tại Macau. Huỳnh Tông Trạch đã giành giải nam diễn viên TVB được yêu thích nhất khu vực Vịnh Lớn với vai Lạc Tử Phong trong Liêm Chính Thư Kích. Nếu các bạn thấy nội dung hay, đăng ký giúp mình để có thêm nhiều nội dung mới nhé!